Đó, đây là đường vô câu cá chẽm trong mấy cái đầm đó các bạn ơi. Ở trong đây có hàng ngàn cái đầm luôn, rất là nhiều cái đầm. Mà đa số những cái đầm này là người ta nuôi tôm với lại nuôi cua các bạn, cho nên là cá chẽm có sống luôn. Đây mình quay cho các bạn xem nguyên một bầy cá chẽm luôn nè các bạn. Đó, thấy các bạn thấy chưa? Quá trời cá chẽm luôn. Đó, đó, đó các bạn thấy không? Cá chẽm này là nó giống như là mấy con chó con nữa các bạn. Nó cũng giỡn dữ lắm. Với lại tập tính của nó là nó ăn mồi sống nha các bạn. Cho nên là mình câu chìm cũng khó ăn lắm. Nó vô nó ăn mấy con tôm đó các bạn, cho nên cái này chỉ cần là mình lua giống như mình quay cho phim cho các bạn coi đó. Đó mà dù mình con mồi giả, mình chỉ cần mình phang ra là mình đi vài đường thôi là nó dí theo tóc đó. Khi mà nó tóm một cái chùm vô là cái lưỡi câu là coi như là hết chạy luôn nha các bạn. Biết cá gì luôn. Tranh thủ hôm nay một ngày nắng trời mát mát các bạn ơi, đi đi lấy câu bằng câu tay nha các bạn. Hôm nay mình câu câu tay các bạn ơi, đi câu thử cá này coi cá gì mà không biết luôn. Mình chơi môn câu tay các bạn, cho mình kiếm cái bình bỏ vô. Thank you.
đẹp quá. Chém các bạn ơi, thêm một em nữa. Dài quá. Một đồng chí. Sợ ra thì các bạn xem video vậy thôi chứ khi mình đi quay phim đó, cực lắm nha các bạn. Quay câu cá thì thật sự là con chỉ có vài phút thôi, nhưng mà mình phải đi rất là xa để lấy cho các bạn xem. Cho nên là các bạn xem video quá sành, các bạn nhớ comment bên dưới nha các bạn nha, cho mình có nhiều động lực và làm những video tiếp theo. Bởi vì thật sự ra có những cái clip mình đi 60 cây số, 40 cây, có khi cả 100 cây nữa nha các bạn. Cho nên là nhiều lúc để có một cái video quay cho các bạn cũng mệt lắm á. Nên các bạn nhớ ủng hộ cho anh Sành nha. Rồi, hôm nay là một buổi chiều gió mát mẻ, các bạn thấy không? Đó, mình tranh thủ ở đây câu cá quay cho bạn xem. Hiện nay nhìn được một con cá kèm nhỏ với lại con cá yên mình không biết các bạn ơi. Nhìn nó lạ quá à. Đây mình câu được có một em mà các bạn ơi. Đó. Mà cái con cá này nó bé quá, cho nên là mình cũng không nỡ ăn thịt đó các bạn ơi. Thôi để mình thả nó về đây để cho nó lớn lên, nó múc mà nó lớn lên thì tìm con cá bự bắt các bạn nha. Đây, mình đang chuẩn bị cho nó về với lại cái dòng sông của nó đó các bạn ơi. Rồi, từ để cho nó hô hấp nhân tạo cho nó xíu nữa, nó khỏe khỏe rồi bắt đầu nó buông ra cho nó chạy nha. Rồi 1, 2, 3 bơi. Ok, đây là một ngày may mắn của đồng chí nha. Tôi là tôi không sắc xanh đó chứ không à. Cái này không biết cái gì nữa đó, được chưa, tội lỗi rồi. Thôi thả luôn đi, sống được sống rồi. Thôi hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nha. Hôm nay mình đi chơi, mình quay cái clip nhỏ này thôi các bạn. Mình bị miếng cá bự bắt thôi. Miếng cá nhỏ thì mình thả nó về sông để cho nó lớn lên. Chứ nếu mà cá nhỏ mà mình bắt hết, mình tận diệt nó thì giống như mình tiêu diệt hệ sinh thái vậy. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào những video sau của Sành DN nha. Chúc các bạn, chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ và mát mẻ ha.